Xin chào cả nhà đang xem video. Hôm nay em lại giới thiệu một lô đất nằm tại khu đô thị Lam Vĩnh Yên, mặt đường 24m rất là đẹp luôn. Với diện tích của lô đất là 108m2, mặt tiền 6m thì quá đẹp rồi. Và kia là cổng trường học với cả nhà. Đấy, đây là đường 24m để kết nối từ quốc lộ 2A để đi sang thành phố Vĩnh Yên trung tâm ạ. Đất của chúng ta đây ạ. Em Nhung ở đây thì có 3 ô nhé cả nhà. Đây. Một ô là hướng đông. Ô này là ô hướng đông nam. Với diện tích là 108m2, mặt tiền 6m thì xây nhà rất là đẹp luôn. Và anh ơi, gọn đứng gọn vào đi. Mà giá chỉ có 30 triệu một mét thôi ạ. Đây là lô hướng đông và hai lô liền nhau. Ở bên này hướng tây thì cũng diện tích 108m2, mặt tiền của lô đất là 6m. Và kia là quốc lộ 2A. Giá của ô đất là đang bán với giá là 31 triệu rưỡi một mét. Đấy, hai lô liền nhau luôn, sẽ rất là đẹp. Nếu như chúng ta mà mua được hai lô liền nhau thì quá đẹp luôn. Và kia là đường Nguyễn Lương Bằng. Kia là đường Nguyễn Lương Bằng nha cả nhà. Đường Nguyễn Lương Bằng để đi sang đường Nguyễn Lương Bằng đi sang bên ủy ban xã Thanh Trù. Trục chính và kia là quốc lộ 2A ra này cũng rất là gần luôn. Rất là đẹp. Ở nhà mua đất thì liên hệ cho em Nhung qua số điện thoại 0835 416 888. Số của em Nhung là 0835 416 888. Em còn rất nhiều đất ở khu đô thị Lam Vĩnh Yên nữa. Và lưu ý là riêng đất ở mặt đường 24m này thì chúng ta xây nhà xong thì mới có sổ. Và hiện tại bây giờ là giá này là giá đất nha cả nhà, chưa tính là giá xây dựng. Đường 24m thì chúng ta xây theo quy định của chủ đầu tư. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và em Nhung xin kết thúc video tại đây. Xin chào cả nhà.